sốt xuất huyết đang ở thời kỳ đỉnh dịch. Theo dự đoán của ngành y tế, thì dịch sốt xuất huyết năm nay cao trào sẽ rơi vào trung tuần tháng 11 và đến tháng 12, muộn hơn so với mọi năm. Lúc này thì số ca mắc liên tục gia tăng tại các quận, huyện. Công tác phòng chống dịch bệnh đang đặt lên hàng đầu. Cùng với số ca mắc tăng cao, thì tỷ lệ ca bệnh nặng tại các cơ sở y tế cũng tăng theo. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Gia đình không có ai mắc sốt xuất huyết, nên khi thấy sốt, anh Sơn không hề nghĩ mình mắc sốt xuất huyết. Cho rằng bản thân khỏe mạnh nên chỉ tự uống thuốc hạ sốt. Khi thấy cơ thể đau nhức, sốt cao, anh đi xét nghiệm và kết quả dương tính với sốt xuất huyết. Tiểu cầu hạ nhanh chỉ số 39 và được yêu cầu nhập viện ngay lập tức. Trước lúc mà phát bệnh thì là không có một triệu chứng lâm sàng gì cả. Và khi mà xảy ra biến chứng đó là sốt cao và kéo theo mệt mỏi và cơ thể suy sụp rất nhanh, chỉ trong một ngày, ngày hôm sau thì là đau đầu và nhập viện. Từ tháng 10 trở lại đây, Bệnh viện Thanh Nhàn liên tục tiếp nhận bệnh nhân đến khám do sốt xuất huyết. Lũy tiến đến nay, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.500 ca mắc sốt xuất huyết. Thời điểm hiện tại có 250 ca bệnh nội trú. Bệnh nhân quá tải, nhiều khoa phòng được huy động để tiếp nhận các ca mắc. Chỉ tính riêng đơn nguyên chống dịch của bệnh viện đã có tới 100 bệnh nhân. Đáng nói, tỷ lệ ca nặng đến rất nặng hiện nay đang tăng cao đáng kể. Thông thường thì những cái bệnh nhân sốt xuất huyết trong 3 ngày đầu thì với những cái diễn tiến bình thường thì chỉ là sốt đơn thuần. Tuy nhiên thì đến thời điểm này chúng tôi ghi nhận có những bệnh nhân sốt ngày đầu tiên thì tiểu cầu cũng đã giảm và men gan tăng rất cao và có tình trạng suy thận. Năm nay thì chúng tôi gặp rất nhiều là bệnh nhân suy thận và suy thận diễn tiến của rất là nặng trên cái bệnh nhân sốt xuất huyết. Nữa là những trường hợp là tiểu cầu giảm rất sâu, bệnh nhân cũng xuất huyết thì ghi nhận cũng khoảng 30-40%. Còn tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, số ca nhiễm sốt xuất huyết nặng năm nay cũng được đánh giá cao hơn mọi năm. Không ít trường hợp đến viện trong giai đoạn muộn khiến việc điều trị hết sức khó khăn. Thường là bệnh nhân đến bệnh viện trong giai đoạn tương đối là muộn. Và khi mà vào thì bên đã có suy đa tạng, có suy gan, suy thận, rồi rối loạn đông máu rất là nặng. Đấy, và một số bệnh nhân thì chảy máu rất là nhiều. Ngoài cái việc bệnh nhân nôn ra máu thì bệnh nhân có sốt trong cơ do va đập hoặc là xuất huyết cái đường tiêu hóa, bệnh nhân có thể nuốt vào trong cái đường tiêu hóa, tức là đường đi ngoài phân đen, tức là vào trong lòng ruột của người bệnh. Dẫn đến hiện tượng là bệnh nhân mất máu khá là nhiều. Thời điểm hiện tại đang có nhiều dịch bệnh đang cùng lưu hành, có dấu hiệu khởi phát giống nhau như COVID-19, cúm A, cúm B. Vì vậy mọi người cần chủ động theo dõi sức khỏe ngay từ đầu, không chủ quan tự điều trị. Việc đầu tiên là cũng cần phải đi đến cơ sở y tế để khám xem mình sốt là do gì. Sau đó sẽ theo sự hướng dẫn của bác sĩ là ví dụ như trong sốt xuất huyết thì chúng tôi chỉ 3 ngày đầu là phải cho bệnh nhân được có thể được theo dõi ở nhà. Thế và đến ngày thứ tư thì buộc phải theo dõi sát cơ sở y tế. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến sốt xuất huyết năm nay nặng hơn cả về số lượng bệnh nhân và tỷ lệ ca nặng bất thường. Một là lý do thời tiết, hai là do hệ miễn dịch suy giảm sau khi người dân nhiễm COVID-19. Chính vì vậy, cách tốt nhất để đề phòng mắc bệnh đó là phòng muỗi đốt, vệ sinh môi trường, ngủ màn, diệt muỗi và lăng quăng.